công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô. Xin hân hạnh giới thiệu hệ thống hút và lọc bụi, được lắp đặt tại nhà máy chế biến lương thực Cỏ May, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Trước tốc độ phát triển ngày càng cao của nền công nghiệp hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải cải tiến không ngừng về chất lượng, tốc độ. Do đó, các doanh nghiệp đã áp dụng nhiều phương pháp tân tiến nhằm đẩy mạnh tốc độ sản xuất. Tuy nhiên, việc nâng cấp để tăng tốc cho các quy trình này lại kéo theo việc phát sinh nhiều bụi ra môi trường làm việc. Trước các yêu cầu bức thiết này, công ty chúng tôi đã chế tạo hệ thống hút và lọc bụi. Hệ thống có nhiệm vụ thu gom bụi tại tất cả các vị trí chuyển liệu có phát tán bụi như bụi phát sinh trên các đường băng tải, bụi phát sinh từ băng tải vô bồ đài và bụi phát sinh từ bồ đài qua băng tải. Hệ thống được thiết kế với 29 quạt hút thổi bụi từ các vị trí phát tán đưa về 5 silo lọc bụi. Tại đây, thông qua các túi rũ bên trên, các luồng không khí sạch được thoát ra bên ngoài, bụi bẩn được giữ lại và thả xuống các bao chứa bên dưới. Các van khóa bên dưới mỗi silo giúp ngăn không khí thoát ra bên ngoài, giúp môi trường nhà máy luôn được sạch sẽ, bảo đảm sức khỏe cho các công nhân vận hành có một bầu không khí trong lành, nâng cao năng suất làm việc. Ứng với từng mô hình công trình khác nhau, chúng tôi sẽ đưa ra cho quý khách hàng những tư vấn tối ưu nhất để có thể đạt được mục đích mong muốn với mức giá thành tốt nhất. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách hàng xa gần.